Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình đang ngồi tại cột mốc 102 biên giới Việt Nam và Trung Quốc ạ. Hôm nay mình rất là rảnh rỗi nên mình sẽ ra đây ngồi để nhớ lại khoảng thời gian trước đây khi mà đại dịch chưa Covid chưa bắt đầu thì ở đây khá là nhộn nhịp, luôn luôn có người đi qua đi lại và mình vừa mới chứng kiến một cảnh tượng đó là bàn giao công dân giữa Trung Quốc và Việt Nam ạ. Các chiến sĩ biên phòng của chúng ta thì đã sang đón công dân tại điểm giữa của cái cây cầu này, đó chính là biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Trung Quốc, thì đón một chị công dân trở về nước sau khi mà hoàn thành cách ly ở bên Trung Quốc ạ. Đó là một hình ảnh rất là đẹp của các chiến sĩ. Đây chính là khoảnh khắc mà mình vừa mới nói đến đấy ạ. Các chiến sĩ của chúng ta đang trên đường ra đến điểm giữa biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Trung Quốc để nhận lại công dân của mình. Thì là công dân này đã thực hiện xong công việc cách ly ở bên Trung Quốc và được các chiến sĩ Trung Quốc trao trả về nước. Sau khi gặp nhau thì các đồng chí bắt đầu chào này, ký một số giấy tờ này, thảo luận này. Rồi, đó. Sau đó thì họ còn chụp những bức ảnh, không biết là để làm bằng chứng hay là làm kỷ niệm gì đấy thì mình không biết. Đó, một lúc cứ như vậy ạ. Xong, các đồng chí đi về mạnh giỏi nhé. Đó, 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 bắt đầu chào nhau và bên nào về bên đấy này.